Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là tôi, Dũng Bựa đây. Và chào mừng các bạn đã trở lại với Stray. Hồi tập trước chúng ta đã tới được cái chỗ này rồi ha. Nghe một bài nhạc rất là chill luôn mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm cái nguyên nhân tại sao mà có những con robot ở đây và tại sao cái thế giới nó lại bị hoang tàn như thế này. Và hiện tại bây giờ tôi vẫn chưa biết tôi đi đâu đúng rồi. Cái gì vậy? No, cái này tôi bị ngược, đeo vô là phím bị ngược đúng rồi. Đeo vô là bàn phím bị ngược ha. Cả ây da, sau khi mà tôi hỏi xong cái vụ này á thì cái người này họ nói á là có một người tên là Momo. Thì tôi có thể hỏi họ ở trên cái khu vực ở trên kia ha, thì họ sẽ biết cái điều này đó. Cái người Momo này sẽ biết cái điều này, còn ông này ông không biết ha. Trên đây à. Nè, đợi người ta quăng nha. Hay nè. Tức cả. Trời, mình phá hoại vậy, tự nhiên cái mèo chi. Ê, đi xuống. Cái cửa kia mở rồi. Hỏi coi. Cosma, ông này đang chửi. Đi vô nhà luôn. Wow. Trong đây có một giặc à. Có một giặc. Ông này ổng kêu á là ổng tin rằng sẽ có rất là nhiều người trả với một cái số tiền lớn cho cái bình Super Spirit này. Vậy tôi có thể bán cái bình nè. Bán thì để tôi chạy qua bên cái ông nào ta, bên ông shop phải không? Đường này, đường lên shop à. Ý cái hộp gì nè, có code này là gì? Ê, trên tường 7 8 9 7, thử nha, tôi thử coi. 7 8 9, không phải. Ý cái máy gì nè, à máy này máy nhạc à. Nói chuyện với ông này coi. Là một fan hâm mộ thực sự của những cái huyền thoại ha. Đây là một cái huyền thoại đó. Và bạn nên đánh giá cao nó. Là ông này kêu tôi á, đánh giá cao cái bức poster này. Căn hộ của anh ấy nằm trên khắp khu vực này. Và ông này ông kêu á, tôi hãy tìm một cái bạn có hiện cái đèn mà neon màu cam đó người. Rồi, còn cái view book kia thì những người Momo ở tầng trên họ sẽ biết ha. Hay là tầng trên này, phải không? Ở đây có gì nè? Cái này là một dấu hiệu của một con người. Ủa, phải không vậy? Này ngâm ổ SSD. À, có đôi thanh RAM chứ không phải SSD. Con này cũng ngủ à. À, vẫn còn thức. À, cái bà này bà kêu á, nếu mà tôi có thể mang một cái cáp điện lại cho cái người này á, thì cái người này sẽ cho tôi, sẽ làm cho tôi một cái chiếc poncho. Nhưng mà ông này ông kêu á, bà này bà kêu á là cái sợi dây đó khó để tìm lắm. Nhưng mà hình như tôi đi vô shop tôi thấy cái sợi dây đó có bán mọi người, mà không biết mua bằng cách nào. Hello, để tôi hỏi coi. Bên đây nè.
Sợi cáp đây. Cần super. Đây, here we go. Sợi cáp có rồi nha. Yay. Cái này tôi cần một cái chai nước. Rồi đây luôn. Here we go. Lẩm. Còn đây là 3 chai nước. 1. Thôi tôi còn có 1 chai nước thôi. Không có đủ tiền rồi. Lui. Tôi cần kiếm thêm 3 chai nước nữa. 2 chai nước nữa là đủ. Ok. Rồi, giờ tôi sẽ đưa cái sợi dây điện cho cái bà kia ha mọi người. Này. Sợi dây điện đây. Ok. Đây nè. Tôi tưởng làm cho tôi cái bánh gì. Đọc boncho từ cái bánh mọi người. Cái dệt. Ok, cảm ơn nha. Con robot này nó kêu á, cái này là rất là ấm áp cho những con robot nào thực sự là lạnh lùng. Ai lạnh lùng? Trong đây ai lạnh lùng ta? Tôi vẫn chưa biết ai lạnh lùng luôn. Những người này. Một cái lập trình Elliot. Gõ cửa và đợi chúng tôi mở cửa. Cào. Không nghe rồi. Ý. Hello. Tôi đi vô nha. Chúng ta được lập trình trở thành một cái nô lệ ha. Những người này là nô lệ ở trong cái thế giới này không rồi. Game thật quá à. Nhảy lên đây vẫn có tiếng nè. Một con số 8801. Hình như đây là mã code à. Có thể. Đi lên đây coi. Wow. Cào cửa. Rồi. Hỏi chuyện coi. Lập trình đây nè. Mã. Cái mã này như thế nào? Con robot này biết nè. Tôi không rành về nhạc. Một người rất là làm nhạc. Tại sao robot lại trồng những cái cây này? Tại sao họ lại chăm sóc những cái cây này ha? Tôi thu thập được thêm thông tin rồi. Và cái con robot này á, cái này là người tri thức không người ơi. Elliot này là một người có tri thức nên là họ có thể đọc được những cái tờ giấy của tôi hồi nãy tôi cho họ xem đó. Thì họ có kêu là ở một cái quán bar. Giờ chúng ta sẽ đi qua quán bar để kiếm cái mật khẩu. Ok, giờ tôi sẽ chạy đi ra quán bar nè. Giờ tôi sẽ giọt đi ra quán bar mọi người ơi. Mở cửa cho cháu cái coi. Rồi. Mở cửa. Let's go. Ok, giờ chúng ta sẽ đi lên quán bar. Đây này, quán bar bên đây. Đúng không ta? Rồi, hợp lý. Quán bar này nó sẽ kêu là một cái Doofer bar nó sẽ nằm vòng vòng ở đây. Doofer bar đây. Có một cái bức tranh.
Rồi rồi rồi, Duframa đây. Đúng là game này nó ẩn ý ghê luôn đúng rồi. Mật khẩu là 1283 ha. 1283, rồi nhớ. Và chỗ người này á, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái kia. Rồi 1283 đúng không? 1 2 8. Hợp lý, ok. À, cái này là một cái gì ta? Cái bút cái gì á? Đúng rồi, cái notebook. Tôi bây giờ cần kiếm những cái bản nhạc để cho cái ông này ông đánh nhạc không người. Nhưng mà giờ bao nhiêu? Tôi cần 8 cái lận. Posca 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Tôi chỉ mới được có 4 cái mảnh thôi. Bây giờ tôi sẽ kiếm thêm mọi người. Kiếm thêm những cái mảnh giấy còn lại, chúng ta mới có thể tiếp tục được. Mù mù ở trên kia. Rồi có cái đường này nè. Đường này luôn. Không vô được. Có cánh cửa. Hello. Xin chào. Đang đập tivi cổ à. Chà, chà nhìn con kia dễ thương quá vậy. Miss. Bên đây có cái gì nè? Outsider, người ở bên ngoài. Cào. Cào để đánh dấu mọi người. Chế banh. Rồi cái này không được, cái nó đậy lại mất công. Ui, ở trong đây có cái gì vậy? Một cái đường đi lên. À, miếng mua dịch. Rồi, tôi được 5 cái rồi, bây giờ tôi cần 3 cái nữa. Tôi sẽ đi đưa cho cái ông bên kia. Tôi cần 3 cái mua dịch nữa mọi người. Giờ nói chuyện với cái ông mid này. Cái này nó bị hư rồi. Tại sao để họ đi? Tôi chỉ có một mình bây giờ. Giờ tôi sẽ đưa cho cái ông này cái Bosca thôi. Ok, đây là một cái hình ảnh ở bên ngoài. Ok, đừng bận tâm, thật là lãng phí thời gian đó. Nó sẽ chỉ cho bạn cô đơn và tuyệt vọng thôi. Bạn bè của tôi cũng đã có một cái giấc mơ này, nhưng bây giờ họ đã ra đi và tôi chỉ có một mình thôi. À, dạ. Không biết họ đã kết thúc ở đâu, đã cố gắng liên hệ họ là, nhưng mà điều đó là một bộ thu phát không hoạt động. Bạn bè của tôi thì và tôi đã ghi chú lại kiên cố về bên ngoài ha. Thì lấy của tôi nếu mà bạn thật sự muốn đi ra ngoài. Guild New, một cái mục mới. Cái gì ta, cái này là cái gì? Bạn là của riêng bạn, tôi đã hoàn thành với ngoài rồi, mới bên ngoài rồi, chúc bạn may mắn. Đậu xanh dịch cái này mệt quá mọi người. Ok, cái này là cái gì ta? Momo có vẻ rất là buồn. Anh ấy nhớ bạn của mình đó. Và hãy kiểm tra lại cuốn sổ mà anh ấy đã đưa cho chúng tôi. À, chúng ta phải ra ngoài bằng bất cứ giá nào. Chúng ta phải bảo vệ những người anh em và chị gái của mình ha. Và chúng ta phải tránh ra khỏi những cái bọn rút. Những bọn rút này rất là ác độc đó mọi người. Và đó là được ký là bởi Selintai, Zabalata và một cái đốc và Momo ha. Có vẻ như tên của Momo là đã được thêm vào sau đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm một cái notebook. Ok, tôi cần tìm cái notebook. 1 trên 4. Tôi đang có bao nhiêu?
một hai, tôi mới có hai cái thôi, tôi phải tìm thêm mọi người. Ở trên đây là một cái gì? Đây là gì ta? Trái đất là hành tinh thứ ba ngoài mặt trời và lớn thứ năm trong gì trong mặt trời luôn hả? Kêu cái thành phố này là nó có chiều cao, nó chôn vùi dưới đất là 400 mấy mét đó mà, 400 mấy mét đó mà sao tôi lướt lên không được vậy? Rồi làm sao để tôi ok. Cái gì vậy? Bách Home, cái này là một cái trò chơi điện tử và nó được tạo ngay sau khi mà tôi được tạo ha. Tôi nghĩ là tôi không thể nhớ rõ nó đó. Và nhà khoa học và tôi đã dành nhiều thời gian chơi đó. Cái B12 này với nhà khoa học là chơi cái trò này rất là nhiều đó. Và thật là vui, tôi nhớ anh ấy lắm. Tôi không thể nhớ lại anh ấy nhỉ. Về nhà Bách Home. Rồi, tôi thu thập được những cái ký ức, cái dữ liệu không người. Đi thế nào? Cái này là biểu tượng này trên tường phù hợp với lại cái notebook ha. Cái notebook, cái biểu tượng gì? Cái nhà màu kia, cái con kia kìa. Hiểu rồi. Giờ tôi phải chạy qua bên kia. Ok, giờ tôi phải chạy qua bên kia đi kiểm tra. Rồi, ok, let's go. Lên đây thôi. Chù chà. Xuống. Hình như đây tôi vô rồi mà. Trong đây thì có gì ta? Tôi nhớ trong đây có những cái tờ giấy mà tôi lấy rồi. Chắc là không có ai đang gõ cửa đâu. Ý, tôi kiếm ra một tờ giấy rồi. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi được 6 rồi. Tôi còn 2 tờ giấy nữa là tôi sẽ hoàn thành được. Và tôi đưa cho cái ông đánh đàn. Nước. Ok. Nhặt thôi. Tôi được bao nhiêu lon nước rồi? 1, 2. Tôi còn thiếu một lon nước nữa. Tôi cần phải tìm những cái manh mối ở trong đây. Gì nó kêu vậy? Rồi. Cái này phải cần một cái chìa khóa. Tôi phải đi kiếm một cái chìa khóa nữa. Hey Doc, có cái chìa khóa để đây nè. Và nó không đủ để chôn cất cái xác của bạn đằng sau một cái đống sắt. Ok, giờ tôi sẽ đi lấy cái chìa khóa rồi. Ok, nice. Quá là tuyệt vời. Game này đúng hack não đó nha, chứ không có dễ dàng gì đâu mọi người. Rồi, cái chìa khóa đây. Sử dụng cái chìa khóa này để mở cửa. Lậm. Rồi, một cái notebook. Tên là... tên người nửa notebook này á là tên Doc thôi mọi người. Giờ tôi phải cần đi dịch nghĩa, đi đọc nghĩa từng thứ chứ nếu mà không là không được ơi. Này, đó là bạn à, bạn trông thật là kỳ lạ và nhỏ nhắn đấy. Rồi, này là cái gì ta? Tôi cảm thấy bắt buộc phải cưng nựng bạn rồi. Sao ta? Phải không ta? Tôi dịch không biết có đúng không. Mà thôi nha, biết cái gì làm cái đó thôi mọi người.
chèo chèo chèo. Cái gì đây? Người hàng xóm ở tầng dưới của chúng tôi không đồng ý, vì vậy chúng tôi đang nghỉ ngơi bây giờ. Ừ, cái gì vậy? Cái này là cái gì? I think the outside. Tôi nghĩ người ngoài cuộc dường như sống của cho gì sống trong căn hộ ở trên. Chúng tôi sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì trong những con phố hẹp này. Phám ta. Hello. Đang rất là tức giận. Tôi đi lên chỗ cao nhất xem như thế nào đây. Ok. Nhảy xuống. Cái này như tôi nhớ tôi vô rồi. Ừ. Cái gì vậy? Ừ. Cái nóc mắt. Nó bút chứ lộn. Thấy rồi. Trời ơi. Cái này nói về cái bọn suốt mọi người. I say I found a design. Làm cái này là gì ta? Đã tìm thấy một cái lỗi thiết kế trong một bộ thu phát. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó, tôi đã tìm ra cách khắc phục nó rồi. Đây là một cái chương trình. Và là với điều này chúng tôi có thể giúp Momo sửa cái máy thu phát đó. Nếu có thể giao tiếp với những cấp trên cao hơn á, thì đó là một cái con đường cho chúng tôi. Rồi, và hãy cho anh ấy thấy những gì mà chúng tôi tìm thấy. Ok. Rồi, giờ thì tôi sẽ chạy qua bên Momo. Ok, hiểu. Cái gì đây? Hey, little cat. Làm này mèo con nhỏ, bạn vẫn tìm thấy cái những cuốn sách vô dụng chưa? Có hết rồi. Đấy. Ừ, xong được. Mày tìm thấy cái ghi chú thật sự dũng cảm. Ừ, lộn. Zlatabat. Đó là Zlatalabat. Là không bao giờ hiểu rõ anh ấy là những người như là gì ta? Cái này là gì? Không bao giờ hoàn toàn hiểu anh ấy là gì. Nói về hầu hết những thời gian đó, nhưng mà anh ấy rất là khôn ngoan. Cái này và bạn thực sự tìm thấy tất cả bạn bè của tôi, sổ ghi chép. Lưu ý đó là gì? Bộ thu phát có thể sửa chữa được không? Điều này tôi không thể tin được. Và điều đó có nghĩa là ở cái khu này có thể chúng ta có thể giao tiếp ở bên ngoài cái khu ổ chuột mọi người. Ok, tiếp tục. Bây giờ thì tôi cảm ơn bạn. Bạn đã tìm thấy một cái con đường đi lên rồi. Bây giờ chúng ta hãy sửa cái phần còn lại của cái máy thu phát này. Ok. Yeah. Sửa thôi nào. Đang sửa lại cái máy thu phát mọi người. Nó đã hoạt động rồi. Và come with me, đi với tôi. Đi thôi nào. Ok. Radio. Lên đó thấy rằng tòa nhà cao nhất của những người khác ở trên đó đó. Nếu bạn cài đặt transceiver ở trên cái đỉnh tháp đó, chúng ta sẽ có thể giao tiếp được toàn bộ thành phố này. Và bạn bè của tôi có thể là vẫn ở ngoài đó đó. Và nếu có một lối thoát, họ sẽ biết. Máy thu phát. Bạn là người duy nhất nhỏ bé và nhanh nhẹn đủ để trốn thoát du.
và chúng tôi cần xác nhận Dusai là những người ở ngoài cuộc đó, outside đó, mang chúng ta lên trời. Bây giờ tôi có thể đem cái máy này và trốn thoát ra bên ngoài được rồi. Tôi tính nghỉ rồi mọi người, nhưng mà thôi, video còn quá ngắn nên chúng ta sẽ tiếp tục đi phiêu lưu khám phá thôi nào. Qua cái nơi kia để chúng ta chuẩn bị chiến đấu nào mọi người. Holy moly, let's go. Ôi rớt xuống cái là vêu mồm luôn đó. Rồi let's go. Wow. Đi tiếp thôi. Một cái sân thượng. Bây giờ thì chúng ta đi xuống thôi. Nhưng mà trước khi đi xuống tôi thấy một đống đứa bên kia vậy. Oh no. Đường nào. Đầu xanh thì chưa kịp làm gì hết. Em đi đường này anh ơi. Chạy. Nè đi. Đường nào ta? Nhảy cao cà. Cái mạng này là gì? The city is full of neon. Thành phố đầy đèn neon. Nó không phải luôn luôn bằng cách này. The user là đã từng có giới hạn năng lượng nghiêm ngặt, đặc biệt là ở khu ổ chuột. Worst people, nhưng mọi người không thể xử lý bóng tối liên tục được. Và một ngày nọ có người thắp lên những cái ngọn nến cầu vồng đó, dấu hiệu neon trên khắp cái ngôi nhà của họ luôn. Và người đó đã bị bắt và không bao giờ gặp lại nữa rồi. Nhưng mà mọi người thấy hy vọng. Nhưng mà mọi người á đã thấy và hy vọng không dài. Sau đó là một cái người bắt đầu rất là nhiều đèn neon ở trong nhà của họ luôn. Và có những cái kẻ mà áp bức không thể làm gì được. Áp bức họ, họ không có thể làm gì được hết trơn á. Đây là cách để mọi người thấy màu một lần nữa trên những cái bảng bảng Dusai là ở bên ngoài ha. Thì tôi nghĩ đó là giúp đó. Nó đã giúp đó. Rồi, tôi thu thập được dữ liệu rồi. Thì chúng ta đi đâu ta? Một cái bảng neon. Bảng này để giúp những cái người kia đó trốn thoát khỏi nơi này. Lên đây. Rồi, hợp lý. Cái này chúng ta đẩy qua bên kia, lăn qua bên đây nè. Ok. Lăn qua thôi. Nói chung thì tụi chơi mấy tựa game này cũng chả ai ủng hộ nhiều hết á. Nhưng mà thôi ha, mình đam mê mà, chơi mấy game này thì dĩ nhiên rồi sẽ không ai ủng hộ nhiều đâu. Mình làm thì được chứ gì, người khác làm thì được mới đúng, nhưng mà mình làm thì chả ai coi cả. Mà thôi chấp nhận thôi người ơi. Đi tiếp thôi nào, let's go. Leo lên đây. Bây giờ chúng ta leo trèo rất là dữ luôn. Đi xuống. Hack door. Bây giờ tôi sẽ hack cái máy tính. Ơi. Cái gì? Ui mấy cái này là gì ta?
ghê vãi tèo à. Ui đừng. Hai cha, hai cha. Cái này là thang máy đi xuống dưới à? Hình như không phải. Ô nhảy lên không được. Đừng 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 đừng. À hiểu. Rồi nhốt bọn kia qua bên kia, bên đó. Ok nice. Rồi cái đường exit ở trên kia. Vậy chúng ta sẽ đi lên thôi. No. Rồi leo lên nào. Game này chơi cuốn thật sự luôn đó mọi người. Mọi người cũng phải một lần chơi thử cái tựa game này đi. Wow rất là hay luôn đó. Nhưng mà nó giải đố cũng hơi nhiều không người. Đi đọc tùm lum tùm la đó, mình phải biết nghĩa mình mới làm được ha. Còn không là cũng khó lắm người. Tôi mua tiếng Anh đấy chứ, dịch được có vài từ nên tôi mò lâu mãi tèo ra mọi người. Biết được gì thì tôi đọc cái đó à. Vậy lên đây. Đẩy cái này qua. Ok, mèo gì khôn vái teo luôn. Rồi, let's go. Rồi đi lên nào. Ui, nghe tiếng bắt đầu kia đó. Đừng dí tôi nha. Đi nào. Ui. Đừng đừng. Dí không mày. Ui. Qua đây qua đây qua đây. Mấy con này đâu ta. Mơ đi mơ đi. Rồi. Wow bắt cua đã thiệt chứ. Chà. Nhưng chúng ta không nên mở trên này. Dĩ đi con. Dĩ đi. Qua bên kia đóng cửa lại mọi người. Rồi. Đẩy cái thùng này qua. Ok, nice. Quá tuyệt vời. Ủa. À, không phải, không phải. Đẩy qua kia mới đúng chứ. Giờ tôi sẽ đẩy cái thùng này qua bên kia. Để chúng ta có thể leo lên cái cây cột kia. Mà leo lên trên. Tôi cần thoát khỏi cái nơi này. Yeah. Ừ. Vậy cứ mở cửa thôi. Tại vì mấy con kia đâu vô được đâu. Rồi đẩy qua thôi. Mấy con robot này rất là nguy hiểm mọi người. Rồi. Đi nào, let's go. Ui. Nè, tấm ván này mục nè. Đi 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 đi. Đừng có dí tôi, đừng có dí tôi. Let's go. Aha, một cái cục gạc. Gạt xuống. Chu. Thang máy đi xuống rồi. Trời cao kìa. Xây sở, xây sở. No, oh no. Ê. Buông ra, buông ra. Ây, 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 ây. Thằng máy xuống, thằng máy xuống. Đừng, 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 đừng. No. No.
Ui, nó bám lên, nó bám lên. Đừng, 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 đừng. Có mấy kè, rớt rồi, rớt rồi. Tôi tưởng nó bám lên luôn chứ hết hồn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên kia. Ui, mấy con này quá trời luôn. Holy moly. Wow, wow. Thật là tuyệt vời quá đi. Rồi đi xuống nào. Mở cửa, mở cửa. Gì vậy? Đậu tâm đi chứ. Trời ơi, cửa bị hư. Cái gì đây? Here is a boot the challenge. Là nó đây, đặt bộ thu phát ở trên cái anten này. Đặt cái bộ thu phát vô. Đây nè. Ok, nice. Và thắp sáng tất cả mọi thứ để cho mọi người biết được ha. Và những người bên ngoài đúng không người? Tôi đang ở trong một cái bức tường rất là rộng lớn luôn. Và bên ngoài là một cái thành phố. Ở bên trong này thì nhìn nó kêu quá ha. Nhìn nó bị hoang tàn quá. Bật lên, bật điện lên cho tất cả mọi người đều thấy được. Có ai thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Holy, look the view. It's a beautiful. Và mọi thứ thật là đẹp đó. Nhìn quang cảnh nó đẹp lắm luôn. I remember now. Và bây giờ thành phố có nghĩa là một nơi trú ẩn. Yeah. Chúng trông như những ngôi sao, nhưng mà chúng á chỉ là đèn đánh dấu mà thôi, phong tỏa cái thành phố này thôi. Và loài người đã xây dựng lên cái lớp vỏ bảo vệ, và chính họ từ bên ngoài ha, chính bản thân họ từ bên ngoài, nhưng mà nó gì ta, nhưng mà nó đã phải trả giá và cũng không thể ra ngoài được. The outside was là những gì ta? Bên ngoài là một thảm họa và hoàn toàn cằn cỗi và rất là nguy hiểm luôn, như không có sự sống vậy đó. Không có thể sống được. What if you come from there? Là nhưng nếu bạn bắt đầu từ đó, nó nghĩa là một an toàn trở lại ha. Nó nghĩa là bạn đã an toàn trở lại rồi. Và lời hứa của tôi á, không chỉ để đi đến bên ngoài đâu, đó là để mở cái thành phố này đó. You still don't understand. Và tôi vẫn không hiểu tại sao mà một số những cái ký ức đang quay lại trở lại ha, đang quay trở lại, và những ký ức khác thì không. Con robot này chuẩn bị nhận ra một cái điều gì đó rồi. Nhưng mà tôi không chắc chắn bây giờ là mục đích của tôi là gì nữa. Tôi phải mở cái thành phố này. Come on, now, hãy quay lại tìm Momo. Bây giờ chúng ta đã kết nối được cái hệ thống điều khiển rồi. Chúng ta sẽ có thể nhận được cứu giúp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại Momo và thông báo về cái vụ này ha. Tôi sẽ đi lại thôi. Hình như con robot này đang nhớ lại một cái điều gì đó rồi đó mọi người. Chuẩn bị nhớ lại rồi ha. Không biết là có vụ gì đây. Chúng ta đã quay trở lại. Liếm liếm nè. Hello. The Sum Mặt 2. Đâu rồi? Ổng đi đâu rồi ta? Look at nó. Những người ngoài cuộc á, nếu mà đã đang đọc được cái này á, thì có nghĩa là bạn vẫn còn sống, nó xuất sắc thật. Rồi, nhìn thấy một số thiết bị đến quán bar để tận dụng lợi thế của anten của họ ha, đến gặp tôi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái quán bar không người ơi. Tôi đã khóa cửa sổ rồi, nhưng mà mã để mở là khá là đơn giản. Nó là cái gì?
là cái mã mọi người. Mã này, cửa sổ. À, khóa cửa bà rồi. Ok, mở thôi. Ừ, sao là mã này sai ta? What you pass? Kỳ vậy, rất tiếc. Hãy thử lại lượt nữa nào. Và sau đó là không. Ừ, được rồi. Trời ơi. Bây giờ thì Momo đang chờ chúng ta ở quán bar đó. Đi thôi. Quán bar nằm ở dưới luôn kìa. Tôi thấy rồi nha. Yeah. Đi xuống thế nào. Let's go. Momo đây. Hey you. Come here. Ừ, cái gì? Vụ gì? À, nhấp nhấp lên đồ. Let me see. Hãy để tôi xem dữ liệu có thể lấy được thứ này không? Đang làm việc. Trời ơi, có dữ liệu. Tiếp tục, tiếp tục. Gần như là đã hiểu rõ nó rồi. Hello, xin chào bất cứ ai có thể nghe. Nhớ. Rồi. Xin chào, vâng, chúng tôi có thể nghe thấy bạn. Chúng tôi là Slur và ở khu ổ chuột ha. Slur là khu ổ chuột hay gì á. Chúng tôi đang tìm kiếm một lối thoát. Và chờ đã, có phải bạn là Zapalazan không? Ừ, Momo. Ừ, này bạn tôi phải không ạ? Ôi, tôi không có thể tin được. Tôi rất là hạnh phúc khi nghe giọng của cậu đấy. Ở đâu, bạn, những người khác có ổn không? Cái gì? Có. Chúng tôi đang rất là an toàn. Chúng tôi tìm hiểu một cái cách lên. Và xin chào, bạn có nghe tôi nói không? Bạn phải đi qua các mẫu để đạt được chúng gì? Bạn phải đi qua các mẫu để đến, để đến được chúng với chúng tôi ha. Nhưng mà nơi đó rất là nguy hiểm. Squid House, hello. Cống rảnh, làm sao, xin chào. Khỉ thật. Chúng tôi đã mất tín hiệu rồi. Tôi không có thể. Vì tôi không tin nó. Và tôi không tin nó là bạn tôi vẫn còn sống đó. Anh ta là và những cái người ngoài cuộc khác đã tìm cách để lên được qua cái cống này rồi. Và hệ thống cống rảnh rất là nguy hiểm, đặt ở khu ổ chuột. Nhưng mà nếu Zabalazan có đã làm được thì phải có một cái cách nào đó nữa. Là phải có một cái cách nào đó mới làm được như vậy. Ừ. Bạn sẽ không bao giờ vượt qua được cống rãnh của nó bị nhiễm virus Z rồi. À, virus Z là những cái con kia đó. Họ sẽ tạo ra một cái bữa ăn nhanh chóng của bạn thôi. Đây đặc biệt là một đứa nhỏ Manichai. Và nhiều người đã thử vận may của họ trong quá khứ. Nó không kết thúc tốt đẹp đâu. Only I. Thì dù sao á, tôi đã cảnh báo bạn rồi. Doanh nghiệp của bạn là không phải là việc của tôi nha. Đi rồi. Simon, cha của anh, Doc, từng là một người rất là tuyệt vời. Anh ấy là nhà khoa học đấy. Anh ấy đã làm việc một số trên một số mới cái vũ khí chiến đấu với Z rồi. Và vụ mà một vài năm trước anh ấy đã thử nghiệm và không bao giờ quay trở lại được nữa. Và Samus chưa bao giờ giống nhau. Đừng nghe Samus.
Anh ấy chỉ sợ hãi như tôi đã từng thôi. Nếu Doc chế tạo được một cái vũ khí á, đó là vé của chúng tôi tham dự một cái người ngoài cuộc ha. Trong sổ tay của mình, Doc đã đề cập một cái phòng thí nghiệm bí mật mà một cái lần đó ha. Đó phải là nơi anh ấy đang làm việc ở trên đó không? Có thể là một manh mối đó, trong một cái chung cư hoặc là một cái căn hộ nào đó. Thôi đi nào. Bây giờ tôi đi đâu đây? Hello. Rồi giờ gặp ông này à, lâu mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa hết. Phải tèo thì game ảo thật chứ. Lâu hai tập rồi đó mọi người. Ôi cái này thì coi rồi. Ai vậy? Gõ cửa cái coi. Come on Samus, mở cửa đi nào. Bạn biết cha bạn sẽ có muốn giúp tôi không? Thì ông này ông kêu á, chà, điều đó đã được mong đợi đấy. Đây là tình hình khá là khó khăn đối với lại Samus nè. Và anh ấy không có muốn nghe về người ngoài nữa. Anh ấy không giúp tôi, nhưng mà bạn. Ừ, tôi bấm lộn skip luôn rồi. No, chưa kịp đọc nữa. Nhưng mà bạn có thể vô được. Bây giờ thì hãy đi vào bên trong và lấy cái notebook hiển thị ha. Rồi bây giờ thì nó chứa rất là nhiều thông tin đó, hy vọng là hoạt động như một cái điện giật. À, bây giờ tôi sẽ tìm một cái phòng thí nghiệm của Dossider ha, những người bên ngoài. Tôi quay lại quán bar để thử thiết lập một cái giao tiếp khác. Ok, giờ tôi sẽ chui vô trong, tôi đi kiếm cái notebook rồi. Cái gì? What were you doing? Bạn đang làm gì ở đây thế? Tôi đã nói với bạn chui qua cổng là một vụ tự sát nhiệm vụ mà. Để tôi yên đi. Đưa cái notebook đây. Và có một cái phòng bí mật á, ở trong cái căn hộ của chúng tôi. Hình như chúng ta chỉ hỏi được cái nhiêu đó thôi. Một cái căn phòng bí mật gì đó. Cái này là gì ta? Để xem coi. Time will tell. Là thời gian đã trả lời. Thời gian sẽ trả lời. Thời gian sẽ nói nhưng mà thơ không nói. Điều đó có nghĩa là gì? Mẹ mẹ. Không có gì hết. Ê cái mẹ tôi thấy dưới à. Không phải. Rồi giờ chúng ta sẽ nói chuyện với cái ông Seymour này. Rồi. Và không bao giờ nhận thấy cái những cái mã trước đây nữa. Làm thế nào mà tôi bỏ lỡ nó vậy? Ông này không biết luôn á. Rồi, tôi không biết mật khẩu. Thanh RAM quá trời luôn rồi, lấy đi gắn vô máy tính luôn rồi. Trong đây có 4 cái đồng hồ. Tôi nghĩ đồng hồ này có thể là mật khẩu đúng rồi. 2511 2511. Tại vì nó cùng dây ha, nhưng nó khác giờ. 2511 5 1 1. Holy moly. Wow. Game hách não à. Sao mà làm khó được tôi. It's never in the sun. I never seen room. Và tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái căn phòng này. Tôi không thể tin rằng anh ta trốn nó khỏi tôi đấy. Và những cái bản thiết kế này, họ phải dành cho anh ấy một cái vũ khí Zed Papa luôn như vậy. Và bí mật của công việc của anh ấy, màu vũ khí đó người.
Và anh ấy nói với tôi á, rằng á, những vũ khí khí đang hoạt động trong một lý thuyết thôi, nhưng mà chỉ cần một cái bài học kiểm tra thực tế. Anh ta đã đi ra bên ngoài, đi ra bên ngoài khu vũ trụ, và anh ấy đã chở không bao giờ quay trở lại. Chu cha, xem nào. Đây là một cái bản thiết kế mọi người, ưu tiên là chiều cao nè, kiểm tra mật độ và rất phá hủy những kiểu này mọi người. Wow, Robots New Iceland. Đây là tiêu đề thông tin về những con robot nha, rất chính thức, không còn quyền dưới kiểm soát nữa, bây giờ họ ăn kim loại thôi. Cái này là gì? Rất là dễ thương vậy chị. Các âm thanh dễ thương nhưng không bao giờ thân thiện, và vi khuẩn của thời gian con người và ăn tất cả gì đó. Nói chung là không có gì thân thiện lắm. Những cái con này nè, những cái con mà dí mình á, nó nhìn nó rất là dễ thương nhưng mà nó không bao giờ thân thiện. Nói chuyện thôi. Đẩy cái hộp xuống. Có cái gì kìa? Projector. Ôi, tôi tìm thấy cái gì vậy? À, giờ hỏi ông này cái về cái projector là cái gì? Projector Seamus. Một cái môi giới theo dõi. Chờ tôi một tí. Tôi nhớ ra điều đấy rồi. Một cái máy theo dõi. Ba luôn sử dụng những cái trình duyệt theo dõi đến vị trí đó, và có lẽ là chúng đã đảo ngược rồi để tìm nơi anh ấy đã đi. Và tôi tin rằng ba của tôi vẫn có thể còn sống. Tôi nhớ ba rất là nhiều. Bây giờ bạn cần một cái vũ khí cho rớt bên phải. Chúng tôi chỉ cần sửa chữa checker thôi để chúng có thể tìm thấy anh ta. Và ai đó trong khu ổ chuột sẽ có thể giúp đỡ đi với tôi. Tôi sẽ mở cửa gì đó. Rồi tôi sẽ mở cửa cho bà bạn đâu các kiểu ha. Không biết dịch đúng không nhỉ? Lại nói như thật, dịch như thật vậy nếu mà không biết dịch đúng không vậy. Rồi tôi sẽ mở cửa cho bạn. Rồi bây giờ tôi đi đâu vậy? Để tôi hỏi cái coi. Không nói gì vậy? Bạn phải sửa bộ theo dõi, tháo vát có thể tìm thấy trong slum khu ổ chuột. Ok, và chắc video của tôi đến đây là hết rồi ha mọi người. Mọi người có cảm nghĩ gì về cái tựa game này không? Thì tôi thì rất là quý cái tựa game này luôn rồi đó. Rất là vui ha mọi người, rất là hay luôn. Đi tìm điều tra rất là nhiều thứ nè. Tôi bây giờ là trong tập hôm nay tôi đã làm được cũng rất là nhiều rồi. Đi tạo cái máy phát nè, rồi thắp sáng cái máy phát lên cho mọi người thấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm tiếp trong tập sau mọi người. Cuộc phiêu lưu của chúng ta chưa dừng lại đâu, và vẫn còn rất là nhiều điều hấp dẫn ở phía trước đó. Tôi là Dũng Bergamin. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye.